Xin chào quý anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về chiếc xe Toyota Ray thời điểm tháng 8 năm 2023. Giá bán cũng như là giá lăn bánh của chiếc xe này thời điểm tháng 8 năm 2023. Thì chiếc xe Toyota Ray được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và có duy nhất một phiên bản là 1.0 Turbo. Và giá niêm yết thời điểm hiện tại là 552 triệu. Trong tháng 8 này thì bên em đang giảm cho anh chị cả tiền mặt và gói phụ kiện chính hãng. Tiền mặt thì bên em đang giảm cho anh chị là 17 triệu tiền mặt trừ thẳng hóa đơn, thì giá bán chỉ còn là 535 triệu thôi. Với cái giá như bên trên thì lăn bánh chiếc xe này anh chị chỉ cần chuẩn bị giúp em số tiền là 595 triệu để lăn bánh. Và nếu anh chị quan tâm đến trả góp thì hiện tại bên em đang hỗ trợ cho các dòng xe của Toyota nói chung và dòng xe Toyota Ray nói riêng, số tiền là 85% giá trị xe. Thì với cái hỗ trợ ngân hàng như vậy thì anh chị chỉ cần chuẩn bị giúp em số tiền ngân là khoảng 147 triệu là để mang xe về thôi. Và dòng xe Toyota Ray thì cũng có rất nhiều anh chị quan tâm và có nhiều cái đặc điểm phù hợp với từng nhu cầu. Thứ nhất là xe nhập khẩu nguyên chiếc, giá lăn bánh dưới 600 triệu. Được trang bị là sao ạ? Là cụm đèn full LED này, có cả xi nhan dạng dòng chảy, dạng LED đuổi như LED sượt đấy ạ. Có hai cảm biến trước, đèn ban ngày, rồi đèn sương mù, la răng rất là lớn. Như anh chị thấy la răng ở đây. Với kích thước là răng rất là lớn, có thông số là 17 inch. Cụm gương thì ở gương thì có chức năng là cảnh báo điểm mù trên gương, kèm với đó là có cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi. Ở cánh cửa thì được trang bị là cửa thông minh, chạm vào là mở và chạm vào là khóa. Mức tiêu thụ nhiên liệu cho dòng xe này là rơi vào khoảng 6,6 lít cho 100 cây đường hỗn hợp. Ở phía phần đuôi xe cũng được trang bị là cụm đèn hậu dạng LED, cũng như là trang bị thêm là hai cảm biến phía sau. Tổng thể ở phía đầu, ở phía đuôi xe trong góc nhìn này rất là đẹp, vuông vắn. Chiều dài tổng thể của chiếc xe này là 4m, rất là vừa vặn. Tuy nhiên là với cái chiều dài 4m, nhiều anh chị lo ngại về cái dung tích sử dụng ở phía bên trong xe, thì em đảm bảo với anh chị là ngồi chiếc xe này rộng rãi hơn cả vai ớt để anh chị yên tâm. Mà vai ớt là dài 4m4, tuy nhiên dòng xe này là dài 4m. Nhưng mà cái thứ nhất, cái tầm nhìn của anh chị như đây là em đang cái mô phỏng lại cái tầm nhìn của em ở trên xe này, từ trái qua phải nhá, nhìn cái cửa kính này, rồi nhìn trên này nhìn thấy cả mũi xe luôn này. Đúng góc nhìn của em sẽ như thế này đó. Thì thứ nhất là mình ngồi rất là cao, lái rất là thoáng, gầm cao hơn 20 cm. Và cái diện tích, cái chiều dài cơ sở thì nó xem với cả Vios, nên là cái khoang ngồi ở trên xe rất là rộng rãi. Ngoài ra là vừa rộng rồi này, rộng ngang Vios nhưng mà lại còn cao nữa, là ngồi rất là thoáng. Và xe thì có một vài trang bị đem điểm qua nổi trội hơn so với phân khúc, ví dụ như là có gương tự động cụp mở khi khóa cửa này, có lẫy chuyển số sau vô lăng rất là thể thao. Và đặc biệt là cái màn hình LCD, có rất nhiều cái chế độ hiển thị ở đây, có cả 4 chế độ hiển thị ở đây, có 2 màn hình. Ngoài ra thì màn hình trung tâm rất là lớn, có kết nối Apple CarPlay không dây, kết nối Apple CarPlay và Android Auto có dây, em xin lỗi một chút là có dây. Điều độ thông minh này, có núm này điều chỉnh gió, điều chỉnh điều hòa và có điều hòa auto luôn. Đầu sạc cũng như là có cổng sạc cho điện thoại ở đây, 2 cổng sạc USB. Và đây là cần số của xe. Ghế thì được theo phong cách Nhật Bản là da pha với ni, có cái họa tiết samurai dập ở đây. Ngồi rất là thoáng lưng đấy. Có chỗ để cốc của hai bên người ngồi phía trước này. Điều hòa Toyota thì trước giờ được nổi tiếng là mát rồi. Còn đây là hàng ghế thứ hai của xe, rất là thoáng. Vừa rồi thì em đã thông báo cho anh chị về cái giá bán cũng như là chính sách của xe Toyota Ray thời điểm tháng 8 năm 2023. Anh chị nào có nhu cầu tham khảo thêm hoặc là cần em tư vấn thêm vấn đề gì, có thể liên hệ giúp em qua số hotline em trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.